bench arm press to handstand hay còn gọi là rút lên trồng chuối công tay mà bạn rút lên được mà vẫn bị đổ tới trước á là do vai tay sau bạn khỏe nhưng mà cơ lưng dưới còn yếu. Khi cơ lưng dưới của bạn khỏe rồi thì bạn có thể rút lên rút xuống được như thế này. Cái yếu nó bị đổ như thế này này thấy không? Nó bị đổ tới đằng trước. Đó. cần phải có tay vai khỏe và lưng dưới khỏe phối hợp cùng một lúc thì khi lên hẳn handstand bạn sẽ kiểm soát và muốn lên xuống cũng được như thế Vũ thì hôm nay thế vũ sẽ chỉ với các bạn những cái bước tập để cho cái bench arm press của các bạn nó tốt hơn đầu tiên các bạn sẽ thực hiện cái pie push up kết hợp với bench arm press thì khi bench arm các bạn sẽ rút lên và ráng giữ bench arm handstand một tí xíu và sau đó mình sẽ hạ chân và đẩy lên Pi push up lại với cái bài này sẽ giúp cho vai và cơ lưng dưới của các bạn khỏe hơn nhất là cái cách để các bạn kiểm soát được cơ lưng dưới và cái cách để mà khi các bạn giữ cái bench arm handstand đó, nó sẽ giúp cho cái vai các bạn khỏe hơn để mà thích nghi được với cái động tác bench arm press to handstand khi các bạn đã thuần thục cái bài tập trên này thì các bạn có thể chuyển qua cái bài là chúng ta sẽ bend arm press và đưa chân lên xuống liên tục và chân không chạm đất. Từ bend arm press chúng ta press lên bend arm handstand và hạ xuống. Kế đó các bạn sẽ bend arm press thì mình dùng đà chân bật lên và ráng đẩy lên handstand và kiểm soát nó lại, không để đổi tới trước và hạ xuống quan trọng là cái khúc hạ xuống á, hạ xuống càng chậm thì lực càng lên nha các bạn. Cái lúc xuống các bạn vừa bend arm vừa cong tay nào rồi vừa hạ chân gặp người xuống. Đó để cho nó tăng cái lực hãm. Chúng ta lên bằng đà nhưng mà xuống thì xuống bằng lực các bạn xuống được càng chậm càng tốt thì nó sẽ cải thiện cái lực press rút lên rồi kế đến các bạn sẽ thử press lên bench arm handstand trước rồi sau đó đẩy thẳng lên handstand push up và đẩy đẩy lên handstand và ráng kiểm soát lại không để đổi tới đằng trước nha chúng ta có thể rút lên nè bench arm từ bench arm đẩy lên handstand push up đó có thể giữ không lâu và hạ xuống thì ráng hạ xuống kiểm soát lại không để đổi tới trước từ bench arm handstand là đẩy lên handstand push up rồi sau khi những cái bước các bạn tập quen rồi các bạn sẽ làm cùng một lúc lên bench arm press to handstand luôn tức là vừa cong tay vừa cong chân rút lên đó sau này các bạn quen các bạn có thể hạ xuống liên liên tục này thấy không chân không chậm đất kiểm soát tốt cái bench arm press to handstand giống như cái handstand push up như thế vũ đang thực hiện cho các bạn xem đó xuống hít vào và lên thở ra chúng ta sẽ lên lưng dưới và lên vai đó đây là một bài tập vừa tốt cho vai tay sau và lưng dưới nha mọi người nếu như các bạn cảm thấy nặng thì các bạn có thể tập straddle ha bench arm straddle press to handstand như thế này nó sẽ nhẹ hơn xuống hít vào và lên thở ra các bạn ráng lên xuống liên tục hoặc là tập từng bước từng bước nãy giờ nếu mà tập khép chân không nổi thì tập tách chân còn nếu mà tách chân không nổi thì qua co gối Tuck. bên um, press to handstand ha mọi người ha thì chúng ta sẽ tập theo ba cái tiến trình đó còn nếu mà cái suck này mà vẫn còn thấy nặng thì các bạn sẽ tập từ frog stand press lên handstand đó là clip hướng dẫn bên um, press to handstand của Thái Vũ chúc các bạn tập luyện tốt cùng handstand nhé bye bye